Hai anh em lướt đi mua sâu ngoài. Em trông vẻ có nhiều bạn mới phết em Đâu? ạ. Rớt đi ra đây. À, có donate kìa. Anh nhím đấy, ơi, bây giờ hay anh bây giờ không nhá, bằng anh mấy muốn à? xem cái gì để anh cứ bảo em. Để em làm lá chắn cho mọi người thoải mái đi chơi đi. Thỏ kìa, thỏ kìa. Xem thỏ chưa? Đâu ạ? À? Cái trái kìa, bunny kìa. À đây 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 đây. Đổi tên thành Room Bunny hay lắm. Hello anh nhím. Đi đứng top 1 salad rõ ràng. Anh nhím đi đâu cũng có người biết. Đâu anh nó hiện lên thế thế kia. Thì bạn biết. Thì người ta biết người ta mới chào kiểu như thế chứ, nhiệt tình như thế. Ừ, nhưng mà kiểu mà nếu mà người ta không biết ấy thì người ta chào kiểu gọi là hời hợt đúng không anh? Nhưng mà em thấy bạn ấy kiểu cười tươi lắm. Hỏi 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 thử xem mà em ơi, em biết anh không đi xem thế nào. Hình như hỏi ạ. Hỏi thật đi ạ. Hỏi thế thật á. Ở đâu streamer đâu? Lớn vừa dạo qua room em. À đấy thì người ta biết, người ta biết kìa. Em chỉ nhím. Không biết hả? Streamer lớn chắc chỉ có em thôi. Không như là đúng rồi. Nhảy một cái. Thế em hỏi đi. Streamer lớn em nói là ai vậy? Dạo qua thôi. Chắc là không thấy em hát hò gì. View vẫn thế. Thì mắt em lệch à? Ủa mày có biết nhảy nữa này. Thì đó. Ủa stream. Ủa lô. Ôi thật mọi người ơi. Ôi. Ôi thật à. Thấy quả chưa, cười thấy này đây là đúng rồi. Đây là ấn tượng mạnh này. Là anh nhím à, anh nhím. Em nói đúng rồi. Điều này chứng minh một điều là mắt em không hề sang vành. Đây là một câu khen đi nhím. Vâng. Anh rất thích điệu cười của em. Cảm ơn anh em ở đây. Cười à? Không đi câu à game em ơi. Em enter thôi. Quảng cáo TVC quá đi. Em cảm ơn anh đi. Anh rất thích nụ cười của em. Em cảm ơn. Đấy. Thế là đổ đấy. Em cảm ơn anh nhím. Anh muốn thích cả giọng hát của em không? Em hát tặng mọi người nhé. Có con tóc xoăn. Xinh được. Không? Hát đi. Nó có hợp em không? Ui, bà bảo nào ấy? Thì bà, em có hát thể hát bài nào kiểu nghe cái gì nhỉ? Kiểu nghe thích nghe bài bài nào kiểu nghe nghe. Mọi người muốn nghe bài gì? Nghe yêu đương một chút không đấy kiểu kiểu thế. Hát bài nào nghe yêu đương một chút không? Được hôn. Anh tin. Được hôn đi ạ. Bài nào nghe yêu yêu à? Bài yêu yêu à? Có. Nghe nhạc Trung Quốc nhá. Nghe nhạc Trung Quốc nhá. Em hát nhạc Trung không? Có bài này yêu nè. Mọi người biết bài này bài gì không? Đây là Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa. Mọi người đi qua cho em xin follow ấy chung luôn mà. Wow, bài bài gì ạ? Em biết, biết nhạc Trung Quốc không? Nghe quen lắm. Trong chiến tờ cờ yếu Đô giải trí chế rau Đô bù tạo tờ mê hồ Trong trái xin chiến nào Bài phá lý ưu trụ bào Tặng tên lửa. Tặng các bạn vật túi channel luôn. Ok bebe. Đúng rồi, con gái thích túi channel. Em cảm ơn anh nhím. Cảm ơn mọi người. Con gái thích túi đúng không? Cảm ơn mọi người đã ở đây chơi với em. À đồng hồ này. Đồng hồ Rolex luôn.
Thôi để tí tặng anh ạ, chứ không mình tặng không nên dồn dập quá, không được, không nên dồn dập quá. Ok. Bài ngày hay phết đấy chứ nhỉ? Em biết hát là đéo đéo hiểu gì cả. Vẫn thấy hay. Em cảm ơn anh Nhím, em cảm ơn mọi người. Anh Nhím đẹp trai biết. Sao lại nói anh Nhím gì? Bài này giống kiểu cái bài giai điệu của bài gì nhỉ? Way Back Home à? Way Back Home. Ui, bài vừa bênh em người anh Quang kìa. Má, vì tặng bạn một đồng hồ toilet. Úi, em cảm ơn. Em vừa bị bảo BD thế à? Bạn ấy bênh em luôn à. Chúc mọi người cảm động thế à. Ui, em à. Hỏi cái gì vậy? Người ta hát mẹ rồi còn hỏi gì nữa. Hát hay phết chứ. Ơ bà này không biết hát bài nào tiếng Việt à? Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Cause it's too much, yeah it's a lot. Hai phết. To be something I'm not, I'm a fool out of love. Cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. Ủa, sao có con chó ở đây nhỉ? Thế là một bộ ạ? Ui, Tươi Nguyễn kìa. Đâu anh đâu đâu đâu. Mới xin theo dõi, ở giữa kìa. À đây đây. Tươi Nguyễn, đây đây. Trên. Đây đây đây. Để xem, để xem. Hello, hello. Hello. Hello Nhi nha. Ok, bạn đi. Hello, con là mai đi nha, mai đi. Hồi trưa này cũng đi hái rau càng cua á. Nhưng mà quên mang theo điện thoại nên là không có mai cho các bạn coi được. Con chào cô. Hello, La Hoa nhé. La Ngọc Hoa nhé. Chúc cô một buổi tối vui vẻ. Hello Trung Hiếu, hello Quang Anh. Hello Trung Hiếu nhé, cảm ơn. Con chào cô, chúc cô một buổi vui vẻ, cảm ơn con nhé. Trời. Hello Nhi Đỗ Yến nhé. Cô cũng chuyên nghiệp đấy. Đùa. Hello Tú Sen Hoa nha. Ủa sao lại livestream ở đây nhở? Kiểu bình thường người ta sẽ livestream ở TikTok chứ, sao lại livestream Nemo ta? Ủa, thông quả Ava điêu thật. Coldplay. Ê, bạn lại hỏi em học trường nào đấy được ấy. Ờ, mặc đồ học sinh mà. Thế là bây giờ học. Học sinh, học sinh. Cậu học trường nào đấy? Tớ học mẫu giáo. Anh Ti. Ok, sao lại anh Ti? Tớ học mẫu giáo trường Thái Nguyên. Quay anh Nhím. Bạn này không biết rồi. Bạn không biết là sao ấy. Động qua, động qua, động đất, động đất. Ôi, động đất. Em cứ tưởng như trò cơ. Hả? Sao lại có thằng trò đây? Ủa? Hello, em chào anh Nhím nhá. Em còn cứ tưởng Aclone cơ. Aclone. Hello.
Hàn lưu đó. À. Hello tất cả fan của anh nhí, Milo anh nhí. Làm không phải nghe bao đông ghê. Chết rồi. Ai ơi anh vô dụng đúng đến lúc mà em còn chưa cả buộc tóc xong. Còn đang xấu xí đây nè. Hello anh Trường. Thôi để đấy đi. Khi nào anh buộc cho. Hôm nay mọi người thích nhảy kiểu giống K-pop hay là nhảy sexy? Anh nhảy K-pop nhá. Chứ sexy sợ anh em bên đó xịt máu. Anh được. Anh nhảy sexy. Anh bảo đéo nhảy sexy thôi. Sáng quen trên canh người nhiều máu lắm. Hi hi. Ôi. Để cho nét nét đi. Để bài mới xuất tung luôn. Trên nó. Em bỏ tay lên lên. Ê. Bác ơi bỏ tay lên lên. Anh nghe được rồi. Nghe tiếng mày lấy tay mày xong quần rồi đấy. Hiểu, mày không có quần đâu. Thả đi bên cười luôn rồi. Làm thế rồi làm thế. Cảm ơn anh như dầm nhá, anh như dầm đai lắm, yêu anh nhé. Sắp hồn ra rồi. Mà bức khơm luôn đó. Ủa? Nhìn mặt em nó thể hiện rõ cái điều đấy luôn hả anh Ben? Em nhớ là em cứng lắm à? Nhưng mà mặt em đang để cứng lắm à? Không thấy trước mắt thế nào luôn. Không tính cảm xúc gì đâu. Nhưng mà anh nhìn anh thấy này thì... Anh nhìn đi xem để vui đùa thôi. Chứ không phải lưu em như... Em vui rồi chứ. Anh không có vàng luôn đấy ạ, vãi à Bill. Em cảm ơn mọi người. Bị ảo thật đấy. Zoom em làm sao hả? Nóng quá nóng á. Hả? Có đôi nét kìa. Tỉnh táo lên anh. Em còn chưa chải đầu xong luôn á. Ôi, nóng thì phải đi tắm. Váy hơi dài. Ôi. Anh nhì mặt cười. Nóng phải đi tắm cho mát. Zoom em đâu có anh nhì. Thank you anh nha, em cảm ơn. Kỳ lưng cho hê điện chùa. Sao cái đèn này trông quen thế nhở? Đèn đi mà. Ừ, phòng thầy thì sao ấy. Wow. Đèn này. Thank you mọi người nhờ. Ai... Hẹn được lên đi rồi. Hello anh Nhí. Đấy sẽ được 10 giờ thôi.
Ôi, anh có nghe thấy là tâm giọng của bạn ý sao lại khác không khi mà chào em với Quang ơi? Mày im mồm để không phải chả hiểu ý gì nhờ. Hello em nhỉ, em đang học bài à? Ok, hello em nhỉ, em đang học bài à? Hello anh nhỉ, em không, em đang ngồi live mà. Viết 99 cao từ mai luôn. Ơ, được, đợi tí nhá. Ôi, nhìn thấy em, bài anh ngu ngốc quá. Ủa? Nhìn vừa ở đội gam hay gì ấy nhỉ? Vãi cả bìu. Nào thôi đây. Mẹ nhìn nào đây. Bạn này có vẻ lạnh lùng đấy. Uầy. Mà thực ra là em với bạn này có kết bạn Facebook nhau mày. Ờ. Cái gì? Cơ mọi người đã follow. Anh nhìn ra anh mà. Không phải kiểu lâu lắm rồi ấy. Thì là từ lâu lắm rồi ấy ạ. Ôi hello Quý. Vãi cả bìu. Uầy. Em sẽ bảo uầy. Nhưng mà em vẫn nhớ anh à. Có vẻ nó bỏ không đi quê. Không, anh là ai ấy nhỉ? Ủa nhưng mà em vẫn nhớ anh à. Ờ, em có bị mất trí đâu. Anh có nhớ em không là vấn đề ấy chứ. Anh biết nhìn, anh có ra. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em mà. Anh nhớ em thôi. Đấy, anh để mỗi thế thôi. Ừ. Ok ok. Ba người đêm. Đêm nay mất ngủ luôn. Ok. Đấy, không phép được luôn. Đơ luôn, sát thương cao, sát thương cao rồi. Đơ. Đơ luôn mà, đơ luôn. Nhờ mấy 10k. Áp nhận tận 10k. Anh đừng chấp nhận kia cỡ. Đấy là cách người giàu nói chuyện. Anh nhớ em trong anh ao hùng luôn. Tốn kim cương thì người giàu người ta nói chuyện của đấy á. Là sao? Bạn vừa nói gì đấy? Bảo là anh đéo hiểu. Thế như bạn bảo em kiểu 2 năm trước là tặng bạn ấy 10.000 kim cương đúng không? Hello. Có. Ai biết mày tặng bao nhiêu em? Làm sao mà tao biết được? Nhớ làm sao? Nghe mang máng thế. Một tối đi chụp em sao mà nhớ? Hello Jackie. Tặng em thật mà. Áp nhầm là cái áp nhầm kiểu gì nhỉ? Anh có áp nhầm đâu, anh tặng nhầm mà. Thôi để anh áp nhầm mà. Em nhớ mà, em nhớ hết. Ba cả lồn. Ê. À. Hello Khánh. Ừ, đúng rồi. Mày tặng nhầm xong mày còn bảo là ra là còn bảo thế nữa. Đâu, em trêu thôi. Đúng rồi là anh, em trêu thôi. Em trêu là em áp nhầm thôi, chứ thực ra tặng thật mà. Hello. Tại vì lúc đấy em nhớ là không stream. Chúc nhìn muôn đời bình an. Lúc đấy là tặng không stream mà anh. Cho cộng đồng Free Fire nhé. Ba cái lồn không stream đi xem. Ok. Mà đấy, nhận ở đây nha. Đấy lâu lắm rồi. Hello Huy. Anh nhìn biết nhảy không? Thế thì anh nhìn nhảy cho mọi người xem. Chứ anh không biết nhảy. Ủa? Anh ấy không có nhầm đâu, có nhầm ấy chắc nhầm một cỏ. Tự nhiên mình đang đi xem đi một sau xong mình bị bắt nhảy là sao nhỉ? Ném con tôm vào mồm. Không ạ, ta bị điên rồi. Tôi ăn bữa tôm mà. Đừng nói vậy mà. Trò đĩa thôi. Còn cái kem kìa. Đâu, ok, còn con tôm. Không có một cỏ. Ui, xíu xíu. Anh nhận nhân quà ấy kìa. Ui, anh cầm hơi đi kìa. Chị ơi, anh nhìn lại từ người yêu. Anh nhìn lại từ người yêu rồi á. Ủa kìa, lại là ai? Hello anh Khánh. Người yêu rồi anh, à? Ừ, nghe thế nào cũng được. Hello Lucy, hello Văn Khánh. Thế chịu rồi. Mọi người vào room cho mình xin một follow nhé. Báo rồi, bây giờ đéo có người yêu rồi, sau này đéo có yêu đâu. Người ta biết cái danh tính mày rồi. Lộ hết rồi, lộ hết rồi. Thánh quẹt, địt mà. Không biết nữa. Chạy KPI solo với idol. Thế em này có dẻo không? Ừ mày ạ. Ta còn... À, nào không. Đừng nói vậy mà. Em quả dẻo thế, nhảy chơi thêm. Em xin anh, không nhá. Em bị bắt đổi tên. Em chơi kèm bị bắt đổi tên chứ em không biết nhảy nhá. Mọi người đừng hy vọng gì ở một người thấp khớp như em bị thấp khớp. Đáng ra không nói cho ai biết đâu. Tay của mọi người ý tưởng không giống ai hết. Chị và nhảy anh xem là anh nhảy popping đó. Bảo anh nhìn nhảy popping đi, tao cũng muốn nhìn thấy anh nhìn nhảy popping. Hello Trường Nguyễn. Có thể hát mơ hồ, anh nghĩ sao?
Bài duy nhất tôi biết hát là bài gặp nhau khi mùa hoa nở hết. Uầy uầy, ai thích bài đấy? Tôi Ngọc Trúc. Thì em hát cho mọi người nghe nhé. Đấy, ai không? Mặc dù em không chắc là em sẽ hát hay, để xếp vào tập. Nó phải là từ từ. Xếp vào gì? Học câu nào đấy? Từ từ thì mưa nó mới ngấm. Yeah. Đấy. Từ từ người ta cởi mở. Nhìn chị men thế. Ây. Men. Nhưng bạn này biết hay sao ấy? Đọc được cái câu đấy bạn có vẻ không thích rồi kìa. Ê thôi, mình đành xa nhau. Ừ, ô hay phết. Nắng nhà nắng phai hàng mi u buồn. Từng giọt sầu giống kia, sao đành phải quên đi. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. Bây giờ gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt. Trên đời người đâu nào chị mừng chưa. Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau. Chị mừng quá chừng. Em xin cảm ơn. Ok, đang hát mà. Đừng buồn mà anh nhỉ. Đừng pressing. Là kiểu gì? Uầy. Ê, bà ấy lo cho tôi nhỉ. Bà ấy tưởng tôi khóc thật nhỉ. Bà tìm đâu ra một người con gái tốt như này nhỉ. Mới nói chuyện thôi mà đã lo cho tôi rồi. Ôi ơi. Mẹ ơi, đánh chết mẹ giờ Lâm Nguyễn này. Mẹ em thích đem cất hội nghị không? Cả Đức Nguyễn nữa. Tôi không nói là tôi hợp gu nhá. À bạn ấy hợp gu tôi nhá. Ôi hát đi thôi. Tôi chỉ bảo tôi thích bài ấy thôi nhá. Không hề nói là hợp gu luôn. Nét chữ thật đấy. Chị thấy anh nhìn xấu trai không chị? Chị thấy anh nhìn xấu trai mà. Chị hát bài nước men đâu mà chị nhìn. Ê, thường thường thì em khá là ít hát. Hay không anh hiểu? Không sao chị ạ, anh nhìn đã khóc. Thôi không sao, đẹp trai thì khóc cũng đẹp trai mà em. Hay không?
Hello thầy. Chẳng có ai khen tôi kiểu thẳng như thế đâu các bạn à. Cái lòng gì? Chuẩn bị chơi game, chuẩn bị chơi game anh Ben ơi. Hello. Ông mà chơi mình đi. Ôi dạ. Anh mà chỉ chơi mình như thế nào? Cuối tuần em không đi chơi mà ở nhà live vậy. Có lẽ như thế sẽ được là cô ấy xinh quá cũng là một cái tội rồi. Cảm ơn em follow nha. Cuối tuần em không đi chơi mà ở nhà live vậy. Em cũng không biết nữa. Không có gì chơi ấy. Em thì bình thường cuối tuần thì mọi người đi chơi ở đâu? Nhưng mà anh nhìn mà ở bên với cô em này. Anh cũng không biết. Mai chị đi học rồi. Mai chị đi học rồi. Để anh tìm thử. Hello. Đi rồi đưa em đi nhé. Từ từ nhé. Anh cũng không biết. Để anh tìm thử rồi anh đi chứ. Ok nhờ anh. Ok nhờ thì quay lại. Ok bye bye. Ủa nhưng mà Hello Hưng. Ấy nhờ, nước này ở đâu nhở? Thật. Em ở Sài Gòn à, không phải ở Hà Nội. Ui cũng phải hỏi hộ. Đấy, ông này khéo này. Mẹ ông này khéo này. Anh nhìn thích học sách lắm. Khi nào chị cho anh nhìn mượn sách nha. Ok. Không phải là mới, anh đừng làm sư phụ thất vọng. Ui, mày còn đọc cả chuyện cơ này, vui bu giống tôi này. Chuyện này trông giống là chuyện gì tôi từng đọc qua hết nhở. Mà Sài Gòn đâu ra? Chị ở đâu nhở? Thôi không nói đâu. Hello Phạm Điền. Em ở đây có chuyện nhở? Jujutsu Kaisen với cả Spy Family. À, Jujutsu Kaisen, ui chú ấn thuật đúng không? Bài phim hay ba à biểu. Nếu mà anh nhìn Weibo thì anh nhìn đọc được nha. Anh Weibo cu. Hello Đồng Giang, Hello Sụ cũng rất là trà. Tao. Chưa gì. Nhưng mà đọc thử chưa? Là anh đã thử. Hello Trường Anh. Bình. Nhím đọc cái đó chết có đã. Nhiều. Chú đơn hồi chiến. Điểm chung. Chưa. Rồi thế sao đấy. Mày biết là không nên đọc? Hello Nguyễn Thảo. Chưa thì em thấy mình có nhiều điểm chung rồi đấy. Mọi người hay bảo anh giống Levi. Có anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Giống như vậy. Ok. Rồi kết trả lời. Anh hiểu thế chưa? Ai mà đọc Attack on Titan là vượt qua bài test người quen. Em phải pha sữa cho con kìa. Vượt qua bài test người quen là sao nhỉ? Nhưng mà trong người quen chính xác mà chị chính xác trái tim con gái. Anh nhỉ mơi vừa gọi đi pha sữa. Em nhớ chưa đấy chị? Thôi thôi, anh nhìn điêu đấy, anh nhìn điêu đấy. Em biết là mọi người điêu mà. Nhưng thôi anh cảm ơn. Cũng cảm ơn lấy tên. Không, kiểu ba vòng gửi xe rồi vào việc thôi ý nhỉ. Chửi xong mọi người mình phót là bay kênh á, là thôi. Mom, Hello Sick My Dog. Bay kênh. Dắt đấy chị biết mà. Thì lấy kênh anh này. Bay kênh thật thì lấy kênh anh này. Ok nhá. Đấy là anh ấy phải cho việc lấy lòng các bạn nữ. Điểm chung ở đây là cả hai đều thích đàn ông. Mẹ cái gì ơi. Hay là nạp tí nhở. Tại vì đằng nào cũng phải dùng mà đúng không? Chị bước nha chị. Mày bị điên à? Ui phòng tắm lãng mạn. Oh baby. Đó chị hay được sự. Ok thank you em. Chia sẻ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Chia sẻ anh em. Cập sân bị to. Ừ. Ôi có ông bà chị ở cùng người yêu luôn. Ai đấy? Ai bảo tao ở cùng người yêu ấy? Ê sao ai đúng ác vậy em? Đáng lẽ ra anh phải chơi game. Thế ơi mấy ông vô duyên vừa thôi. Nhưng mà anh lại ngồi xem em. Chị nghĩ là chị biết. Mặt buồn. Đồn ác. Tôi cũng muốn có người yêu. Hello Trần. Ê, thật đó. Ở cùng người yêu luôn mà. Ok. Nghe nhé. Em bạn có thương không?
Anh bị mọi người chửi vì đáng lẽ anh phải chơi game nhưng mà anh lại ngồi xem em up. Lý do bất khả lại rất thỏa đáng. Cố lên anh. Em xin lỗi. Em cũng không biết nữa. Đừng buồn. Cố lên. Nghe nó cứ bị cầu đạt yêu thế nào ý nhở? Thế cả em mới thích lắm. Bài này là bài em khóc nha. Tôi từng nghe, tôi từng đọc ở trên mạng bài báo bảo là con gái khi mà vẽ tóc các thứ là người ta có cảm tình với tao ấy nhở? Nhìn lấy là mình đấy, đấy tôi vừa thấy lại còn kiểu cuốn tóc nữa. Đúng không? Anh nhìn hỏi Facebook chị là gì á? Thật luôn đấy hả? Thế là anh nhìn bảo, thế mà anh nhìn bảo là anh nhìn nhớ mặt chị. Thế là anh nhìn mùng biêu đúng không anh nhìn? Ok á, tôi bảo thế bao giờ? Thật ra là mình có app Facebook nhau mà. Mấy ngày hôm nay ông ấy tôi sẽ nhắn qua Facebook. Tôi sẽ bảo là mọi người nói điều đấy, em đừng tin. Đấy, chỉ cần một tin thôi, không một tí nữa ở phụ stream à, sẽ nói tiếp. À, yes sir. Nói yêu đấy. Em đừng tin. Ồ, ra ngày xưa bọn tôi có chụp ảnh với nhau rồi okay, các bạn ạ. Hello, ok. Các bạn ạ, đây này. Ảo thật đấy. Chị mặc thêm á, chị mà. Anh nhìn quên, anh nhìn tệ quá. Ừ đúng, chị có một kiểu ảnh với anh nhìn. Hơi mà đi tay. Thế á, đừng theo loại mà trông nó siêu kinh á. Cái gala đấy nó cũng phải tầm 2 năm trước rồi ý. Hát bài này nhá, là người đông quá. Ờ, nghe nốt bài này, nghe nốt bài chơi game. Tao vừa ra hạng nhất 2 nhá. Hứa luôn, nghe nốt bài chơi game. Dạ. Anh nghĩ ra tiếng tiết để em nghe đi. Chỉ cần chat anh... nhiều thôi là được. Check cơ sở tàn không. Ồ, bả bài này luôn. Sẽ qua rồi những buồn thế gian. Mình yêu sẽ cháy nhưng không cho vàng. Cơ mơ tình yêu á. Ủa, chị không biết hát bài đấy đâu. Sao? Nhưng mà nếu mà hát được xong cài thì tao hát. Đấy là cái gì vậy? Ok nhá. Ok. Thằng nhớ chị xinh đấy, không thích có vấn đề. Đang hát. Có vấn đề hả chị? Ngoan đấy chứ. I love you too. Ôi, đùa thôi chứ. Mới nói chuyện bám bảo I love you, trời ơi, nhanh thế nhờ. Mới nói chuyện được có một tiếng rưỡi. À đâu một tiếng chứ. Mẹ chứ gì I love you rồi, ngại quá. Thế đã quá buồn khi nói lời yêu một người. Uầy, cảm ơn nha. Cảm ơn vì đã khen tôi hát này, xúc động quá. Hello K30, hello mọi người. Ok, cảm ơn, chia sẻ. Là từng câu hát anh yêu em. Uầy, đủ vĩ hồ. Viết ra không tên. Khi đêm đến về, chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy. Chị mừng quá, ok. Chị ra bao nhiêu á? Em mọi người để đoán xem. Chị mừng quá chừng. Chị bao nhiêu ạ?
Chị không biết bài đấy. Ơ, che luôn. À... Hà lời bêm mới thấy. Chị xin anh nhỉ. Xin cảm ơn nhỉ. Em cảm ơn. Ngại quá. Xin 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 xin. Tự nhiên cảm thấy anh nhìn thật là đẹp trai. Anh nhìn thường hát theo nhỉ anh ơi. Hello bạn bè. Hello Sầu. Chào lại các bạn chị. Uầy, tự nhiên cảm thấy á. Thế đẹp trai hơn nha. Bình thường là xấu trai rồi. Xúc động quá. Oh fuck pillow. Tôi tỉnh lắm các bạn ơi. Làm sao mà người ta dễ thế khen mình như thế được không? I mean kiểu bình thường là đẹp đẹp 10, bây giờ nó phải kiểu extra lên 20. Extra. Hai mươi trên 100. Thì che tiếng nuối sẽ như cách em quay lại, quay lại, quay lại. Chỉ để buông lời tha thứ nhân từ. Thì là lần cuối đi bên nhau. Cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tôi thì mình mong đợi gì nơi tôi. Tiến em tới đây thôi. Phố mưa cũng đang tạnh rồi. Anh cảm ơn. Khó như cách em tua lại, tua lại, tua lại. Kỷ niệm trong đời tới lúc ban đầu. Quay đi bên nhau. Buồn nghe buồn đấy nhở. Không đâu. Nếu ai cũng mang tôi thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiến em tới đây thôi. Suy ba biểu người. Phố mưa cũng đang tạnh rồi. Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu, cũng giống như lần đầu. Nếu em có đoái hoài cùng. Capedon. Capedon là gì nhỉ? Em cứ đi tiếp thôi. Hello Nguyễn Hồng Hải. Hello Khải Phẩm Mã. Ôi. Em cảm ơn. Chị thấy nhìn đẹp trai, chị thấy nhìn đẹp trai đó. Nhìn đẹp xin lỗi chuyện này rồi. Buồn quá. Lô cho là bà. Ta định cái tên đấy à? Sao thì bây giờ rồi? Bố anh bắt anh đi ngủ rồi. Hư buồn quá. Uầy, trong mặt bà ấy cũng buồn kìa. Không biết phải nói như nào để có thể làm tôi đỡ buồn hơn. Bà ấy không muốn gọi là bọn tôi chia tay. À không muốn bọn tôi gọi là không nói chuyện với nhau nữa. Em nhìn thích chị chưa ngon. Ok. Chúc anh nhỉ ngủ ngon mơ đi. Anh khẳng định vợ bạn xứ nhỉ ý. Chúc anh ngủ mơ. Đấy nói chung là những giấc mơ đẹp nhất thôi. Ngủ ngon, sống ngủ bình an dưới ánh hào quang của người phương chư Phật. Hay là gì? Lương thanh nhỉ. Hello ngủ ra tiền. Ê. Chúc đi. Vừa chúc xong. Phải chúc. Đấy, ngủ ra tiền, cho anh nhìn ngủ ra tiền nha. Chúc anh nhìn mãi mãi đẹp trai. Mơ thấy mơ. Em chúc anh hồi đợt ý, chúc mạng thế người ta khác chết. Này, đấy là tất cả những gì tôi có thể chúc đẹp. Rồi ý, kiểu chúc như văn hồi đợt ý. Chúc ác. Đấy là tất cả những gì có thể nghĩ ra. Ngủ ra tiền luôn, ngủ vạn sự bình an. Ngủ đẹp ngủ bình an đến hào quang của người phương chư Phật. Hê hê, chúc lại đi. Hello, ngủ thanh thản. Đúng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Chị cũng tính ngủ nhưng mà lại nhìn cũng tính chơi game nhưng lại xem như mơ show. Ồ, thế về chúc mơ đi. Xin lỗi mọi người, gương mặt đều như là mơ gặp chị rồi. Nhìn lại đấy chị đừng tin nó với giam tổ. Đúng. Nói chung là chúc anh ngủ mơ vui vẻ. Ok à. Nhưng mà không, như anh nhìn có thêm hát đâu. Anh nhìn che rồi.
anh không PK được. Em hát nhiều lời nam cho anh là được rồi. Anh tin. Không sao anh nhím ạ, từ tự tin lên. Anh mà tuột thì em sẽ tặng lại sách cho anh. Em hát nhiều lời sai. Ok. Lại xe đạp à? Thêm hồng làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thêm hồng. Áo choàng em bây giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường tóc em. Uầy, hay thế nhở? Giọng hay thật. Lặng thinh anh ngóng trông. Ngọt ơi là ngọt. Thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp, giờ chờ em đã lớn xinh. Thôi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước. Một chiều yêu mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi thật bên nhau thật lâu. Trên cuộc đời anh đã có một người để ngóng chờ em là lan mãi. À, cô Donate kìa. Dấu bé ba mặt cười. Rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước. Từng chiều anh mong ngỡ vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ anh mang theo đêm trong thoát mơ. Rồi mùa thì chợt đến vội hồi nhịp vẫn rơi. Một chút chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lớn. Cố lên em Nhi Dầm, tổ nhím tự hào về e. Chấm than chấm than. Uầy. Uầy. Có người bảo mình sinh ra để dành cho nhau. Mọi người cố lên nhé. Anh không biết gì hết. Anh nhìn có ổn không anh? Mọi người bên anh nhìn có ổn không ạ? Tự nhiên. Ha.
của donate kìa. Xe này hình như có một bánh thôi hay sao ấy mặt cười. Ơ, tắt nhầm đi rồi. Mặc dù em chưa được nghe, nhưng mà thôi em sẽ nghe sau. Cảm ơn sự song ca đến từ anh nhí. Chắc mọi người xúc động lắm. Đấy hay. Ờ. Chị mua cho anh đấy mà bạn bảo không biết hát. Thề lừa thật sự đấy. À, cô donate. Cảm ơn em. Nay thì... Pink 2 vậy là sao? Tối nay. Cảm ơn em về tối nay nhé. Ok, cảm ơn. Xin xỉu. Chúc anh nhí chơi game. Vãi shit. Gặp người yêu, gặp hoa hoa nở, sống bình an trong ánh hoa quang của mười phương chư Phật. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhà gờ như cà phê phin. Chúc kiểu gì đấy? Là có sao không? Tôi ném quả dép tôi chạy luôn á. Này không công nghiệp đâu, cái đấy là tất cả những gì mà em có thể nghĩ ra để chúc một người á. Gặp người yêu, gặp hoa hoa nở, thế rồi. Rồi anh nhín, chết gì ạ? Chết chưa?